Mổ thì cũng vẫn nhìn thấy bác sĩ bưng con lên thì mình thấy được chút xíu thôi, bắt đầu là đem đi rửa rồi sạch sẽ rồi bắt đầu mới được đặt lên trên ngực của mình. Lúc đó là bác sĩ vẫn còn đang khâu. Cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Cảm giác thì nó vỡ òa chứ sao. Là mình mong chờ bao lâu mình mới được gặp thiên thần như vậy rồi. Mọi thứ nó rất là lạ lẫm, nhưng mà cái nó là lần đầu tiên mà. Cái gương mặt của bạn á, nó có như cái hình dung của mình không? Nên đỏ hỏn à, một cái mặt rất là tây. Yeah. Thì đúng rồi, thì mình cũng biết là em bé là lai rồi, nhưng mà cũng cảm giác nó rất là lạ lắm. Nhưng mà cảm giác giữa hai mẹ con, cái sự liên kết thì nó rất là mạnh. Khi mà đặt con lên trên người mình thì mình chỉ muốn ôm trọn con một lần thôi. Biết sao không? Có nhiều mẹ bỉm ngồi ở đây nè, khi mà hỏi cảm giác lần đầu tiên mà nhìn thấy con á, các mẹ kêu trời sao nó xấu quá vậy. Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang xem chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Đơn giản nhẹ nhàng quá. Ủa nhẹ mà. Nhẹ. Hôm nay là đã cố gắng nhẹ lắm rồi đó, mặc đồ nhẹ nhàng giống mẹ rồi, giống mẹ rồi. Thật ra để mà nói là Thảo Trang mà trở thành một bà mẹ bỉm sữa thì nhẹ nhàng. Đó là một cái hình ảnh mà Lan không bao giờ Lan hình dung được. Đúng rồi, không thể hình dung được với một cái cô gái như thế này. Chị nghĩ là nhiều người giống em chứ không phải mình em đâu. Có nghĩa là chúng ta đã quen với hình ảnh của một Thảo Trang mạnh mẽ, gai góc. Dĩ nhiên là làm mẹ thì cũng nên mạnh mẽ và gai góc, nhưng mà ráp lại thì mọi người sẽ không ráp liền được không đâu. Không ráp được, không thể nào làm cho nó liền mối được hết. Và Lan tin chắc rằng câu chuyện ngày hôm nay nó rất là nhiều điều thú vị. Cái lần đầu tiên khi mà bạn biết mình mang thai á, cái giai đoạn đó nó diễn biến như thế nào ha? Rồi cái cảm xúc của bạn lúc đó như thế nào? Cái thời điểm đó là cái cơ thể của em nó rất là lạ. Cái chuyện này nó chưa bao giờ xảy ra, tức là bị trễ kinh tới hơn 2 tháng lận. Và chuyện này luôn chưa xảy ra. Nhưng mà trong 2 tháng đó là cũng chưa có phát hiện có thai, đi kiểm tra thường xuyên. Nhưng mà trong 2 tháng đó là chỉ cái bị trễ kinh thôi, tức là cơ thể cơ địa nó đã có cái biến chuyển gì đó. Thì trong cái thời gian mà bị cơ thể bị hư đó cái mình đi mua que kiểm tra thì thấy hai vạch rồi. Thì vui, vui là tại vì mình mong chờ. Long răng 29-30 tuổi rồi có con. Thì chạy vô khoe mẹ trước. Sau đó thì nó thông báo cho tất cả mọi người. Mọi người cũng giống như chị Lan hồi nãy nói là kiểu không có định không hình có ráp vô được, không có ráp vô cái hình tự nhiên. Ủa, mà lúc đó là đang rất là sung sức, là vẫn đúng đi rồi diễn, đúng đi rồi du lịch rồi đi tùm lum tà la hết. Mà hình thời điểm trên đó, sân khấu thì rất là sexy. Thời điểm đó là Thảo Trang là mọi người sẽ ấn định như một cô gái nè, phong trần nè, bụi bặm nè, lăn xả nè, lên biển nè, lên rừng nè, rồi xuống biển. Có nghĩa là người ta sẽ rất khó để hình dung rằng đây là một cô gái đang ở trong một thời kỳ và ham chơi nữa. Lúc đó là còn ham chơi lắm, đi cứ lù xù hết. Vậy có ai nghi ngờ không? Ê, nói giỡn hay nói giỡn? Có không? Nói giỡn thì chắc là không ai dám hỏi câu đó, nhưng mà mọi người bị sốc. Là ủa sao tự nhiên đang giật trung rần gì mà đang đỉnh cao sự nghiệp, mà quyết định có con. Thì Trang cũng giải thích cho mọi người là sự nghiệp thì nó vẫn sẽ ở đó, phụ nữ thì đến lúc mình sẽ phải sinh con. Thời nó tới, thời tới cản không được. Cản không được, đúng rồi. Đó là chấp nhận là đẻ luôn. Sau đó thì có cái câu chuyện lo lắng nào hay không? Chỉ hơi lo ngại chút xíu là mình có đủ cái khả năng sức khỏe nè, khả năng kinh tế để mình nuôi cái đứa con này hay không. Nhưng mà cái lúc đó đang nghĩ là mình không có nghĩ xa như vậy. Mình nghĩ ngay trong thời điểm là ok bây giờ, vì mình khỏe đã sẵn sàng có con rồi, mình đang có sức khỏe, mình sung sức, mình vui mừng vì mình có một đứa con, cho nên là mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái sinh hoạt thì nó có bị xáo trộn không? Bởi vì nó liên quan trực tiếp đến cái nghề nghiệp của mình. Vẫn còn biểu diễn được tới tháng thứ tư. Đến tháng thứ tư là bụng nó cũng hơi nhô ra chút xíu thôi. Vẫn mặc đồ sexy lên sân khấu nhỉ. Trang nhớ là một đám bạn của Trang có đi coi Trang diễn một lần. Rồi thấy Trang đứng trên bục cao sân khấu mà nhảy với dancer. Trời, phải chi bắt đứng tim với dưới đồ cũng đỡ ha, phải hát cái dòng nhạc trữ tình quê hương mặc cái đầm nó dịu dịu. Đúng rồi, nó bồng bồng đồ nó cũng đỡ, che bụng cũng được. Mặc đồ phải bó. Và để ra tới tháng thứ tư là phải dừng. Không nhận show được nữa. Trang có bị ngán nhiều không? Trang bị ngán ngủ. Mê ngủ. Không ngán ăn nhưng mà ngán ngủ. Nó cứ làm lờ đờ, mình bị lờ đờ á. Dĩ nhiên là cố gắng không có ngủ ban ngày. Nhưng mà buổi tối thì ngủ sớm. Nên ngủ rất nhiều. Không ngán ngủ là tốt quá chị. Nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Cái gì quá nó cũng không tốt đâu. Tại vì ví dụ như mình ngủ nhiều quá nó sẽ tạo ra những cái mỏi mệt về mặt cơ thể. Thực ra ngủ nhiều quá cũng đâu có tốt. Ví dụ như ngán ngủ thì mình sẽ thiếu vận động cơ, và cái thần kinh của mình nó có thể là nó không có minh mẫn. Điều đó cũng tạo ra một cảm giác rất là khó chịu.
Nhưng có điều là cái kiểu khó chịu đó nó sẽ khác với cái kiểu khó chịu của cái việc là em đẩy hết thức ăn ra ngoài. Hay quá chị ơi, bởi vì em nói ngồi kế bên đây không ai khác, đó là chị thôi. Tùng chị... bách quá mà. Đúng rồi, chỉ có chị mới hiểu được em, và chỉ có chị em mới có thể thấy là mình có nhiều cái mình còn non nớt lắm. Chỉ có chị mới cưng em thôi Lan ạ. Rồi, mình không có bị ngán ăn. Như vậy có nghĩa là mình có tăng cân nhiều không? Ôi, đây. Câu chuyện nó nằm ở đây. Đầu tiên là mình cũng không có lo về cái sức nặng của cơ thể mình quá. Với lại mình đang có bầu nữa. Cái mình thả gian luôn. Thả gian luôn. Mình mặc định là mình hạt xương mai đúng không? Mấy mình tăng cân thì cũng chuyện bình thường thôi. Mình kể nó đi. To 10 kg, 20 kg được. Rồi nhiêu? Cái ăn lên 20 kg. Wow. Mà cái người thì dày mà nó 20 kg. Lăn luôn. Nhưng mà có bị báo động không? Có nghĩa là lúc đó hay là vẫn còn một cái cơn hưng phấn, ủa mình đang làm mẹ mà, mình được quyền ăn chứ. Một là biết đứa con mình to, tại vì bên nội rất là to. Rồi cộng thêm cái miệng mình đang thèm ăn, nó bầu mà, thèm ngon nữa. Những cái đồ béo không? Có một cái hình ảnh nào hoặc là có một cái sự kiện nào cái tự nhiên Trang phải phản tỉnh lại, chết như vậy là cũng không ổn, có không? hay là rồi nó trôi qua luôn. Lâu lâu mà nhìn mình trong gương thấy nó hơi to chút xíu thì cũng hơi e ngại cái chuyện là tập ở phía sau đó. Lúc mà định sinh xong á, nhưng mà nó chỉ thoáng qua. Tôi nghĩ cái rạng tả là chỉ thoáng qua thôi. Chứ em thích cô gái này quá. Chứ tự nhiên thấy ly chè trước mặt mà không ăn thì cũng kỳ lắm. Có lỗi bản thân quá. Trong cái quá trình mà mình mang thai như vậy á, là mình có nhận được cái sự hỗ trợ cũng như là sự chăm sóc của nhiều người không? Có mẹ Trang nè, chủ yếu là mẹ. Với bạn thì cũng một tinh thần từ xa thôi. Cái thời điểm đó thì Trang không có ông xã bên cạnh. Với để đính chính lại, lúc đó là có con với bạn trai. Chứ chúng mình cũng chưa có làm đám cưới. Cơ bản là bạn Trang rất là tận hưởng cuộc sống nha. Bạn không có quan tâm về những cái chuyện là có ai chăm mình hay không, ai lo cho mình hay không. Tự lo cho mình luôn. Trang enjoy bản thân của mình thôi. Bởi vì đơn giản thôi, Trang đủ năng lực mà. Đúng. Thực ra nha, chúng ta có nhiều sự chăm sóc dành cho mẹ bầu thì càng tốt, có nghĩa là cái sự chăm sóc thì càng nhiều càng tốt, nó không có giới hạn. Nhưng nó sẽ có một câu chuyện, đó là trong trường hợp không có ai thì bạn cũng chả bị làm sao nha. Với một điều kiện là bạn đủ nội lực. Và như Thảo Trang là một minh chứng của việc đủ nội lực. Và những cái nội lực mà có thể kiểm đếm qua đó là gì? Một, bạn phải đủ trải nghiệm. Một cái cô gái 29-30 tuổi hồi nãy chị đùa với Trang, chị nói là thời tới rồi. Nhưng mà thực ra là nói thiệt đó. Thời ở đây có nghĩa là gì? Cái độ chín về mặt cơ thể, về mặt sinh lý. Cái thứ hai đó là bạn tự tin về kinh tế. Ở đây chúng ta sẽ không bàn về câu chuyện quá giàu có hay không giàu có, nhưng mà tôi biết rằng là tôi không bị phụ thuộc vào ai. Cái thứ ba, trời ơi, tôi đủ già để tôi chịu trách nhiệm. Tôi không có đủ thừa. Rất là thích cô gái này luôn. Và cuối cùng là gì? Cái gì tới thì tôi tận hưởng. Đúng rồi. Tôi đâu có cần phải chối bỏ cái thực tại đó vì nó chỉ làm cho chúng ta bi kịch thêm. Thời điểm đó thì em đã tự biết cái quyết định của mình trong đầu rồi. Thì là kể cả mình có người bạn đời bên cạnh hay không có thì mình vẫn kiên quyết với cái quyết định đó của mình. Đúng. Quá hay. Nôn tới ngày bà đi đẻ. Đi đẻ. Cái ngày đi đẻ nó làm sao? Trước đó là cũng đi học rồi đi kinh tế dự những cái lớp rồi sinh đẻ và các kiểu ha. Cũng có hơi chút thông tin rồi. Thì nhớ là buổi sáng đó là bắt đầu chuyển dạ. Mình ngồi cũng khoa học lắm nha. Có cái app rồi mình bắt đầu mình đếm mình coi đợi nhịp tim bao lâu thì đập một lần rồi chuyển dạ một lần đó dạng vậy. Từ sáng tới tối ngồi ở nhà canh thì bắt đầu thấy chuyển dạ bắt đầu nhanh hơn rồi. Nhưng mà nó có đến ngày dự sinh chưa? Nếu như mà đúng rồi, đến ngày là đúng ngày quá luôn. Quá luôn. Bạn này bạn già quá, bạn không chịu ra luôn. Hình như anh nhớ là 40 hay 41 tuần gì. Trọng sướng quá mà. Ngon lành. Ngon lành đó. Em cứ tự nhiên ở nhà thôi, đến khi nào chuyển nhà thì giờ mình viện thì cũng mới nở có 5-6 phân gì đó. 5 phân. Bác sĩ nói là còn mấy tiếng nữa là tôi cứ đi bộ. Bắt đi bộ ở ngoài hành lang. Có vừa đi vừa hát không Trang? Có giết thời gian thôi. Cái cuốn này cũng chờ hơi lâu. Lúc đó được vô nằm, bác sĩ cũng chắc cũng chưa nở ra hết. Tới cái cuộc chuyển nhà nó hơi lâu. Rồi nằm chắc cũng ngủ. Ngủ tới ngủ được tới luôn sáng. Ngủ tới sáng. Ngủ tới sáng nhưng phải là ngủ được luôn. Trời ơi. Ngủ tới sáng. Xong nguyên ngày hôm sau là đó chắc cũng nằm tiếp. Rồi tới 4 giờ chiều mới là được cho sinh. Nhưng mà cũng để bình thường không được. Con to quá. 3.6 mà đứa cơ thể này là quá to. Cái rồi bác sĩ 15 phút là cho vô đi mổ luôn, xin mổ.
Lần đầu tiên mình gặp em bé, rồi mình tiếp xúc em bé. Lúc đó Trang đang nằm mổ thì cũng vẫn nhìn thấy bác sĩ bưng con lên. Thì mình thấy được chút xíu thôi. Bắt đầu là đem đi rửa rồi, sạch sẽ rồi bắt đầu mới được đặt lên trên ngực của mình. Lúc đó là bác sĩ vẫn còn đang khâu. Cái cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Cảm giác thì nó vỡ òa chứ sao. Là mình mong chờ bao lâu mình mới được gặp thiên thần như vậy. Rồi mọi thứ nó rất là lạ lẫm. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà cái gương mặt của bạn á, nó có như cái hình dung của mình không? Nên đỏ hỏn à, một cái mặt rất là tây. Yeah. Thì đúng rồi, thì mình cũng biết là em bé là lai rồi, nhưng mà cũng cảm giác nó rất là lạ lắm. Nhưng mà cảm giác giữa hai mẹ con, cái sự liên kết thì nó rất là mạnh. Khi mà đặt con lên trên người mình thì mình chỉ muốn ôm trọn con một lần thôi. Biết sao không? Có nhiều mẹ bỉm ngồi ở đây nè, khi mà hỏi cảm giác lần đầu tiên mà nhìn thấy con á, các mẹ kêu trời sao nó xấu quá vậy. Trời sao nó xấu quá vậy. Sao nó như con chuột vậy? Ghê quá vậy, phải con tôi không? Sao đem đua lụi vậy? Nó có rất là nhiều mẹ bỉm kỳ vọng quá mức. Đúng rồi. Tại vì cái lúc mà mấy mẹ mang bầu á, các mẹ hay nhìn hình trẻ con. Với một cái lời gọi là một cái lời đồn trong truyền thuyết là hãy ngắm nhìn trẻ con đẹp đẹp để sinh con ra nó đẹp. Thì cái hình trẻ con mà đẹp á thì trời ơi là cái hình đã được của mấy đã lớn rồi. Là nó tuyển. Hay là phải sau 12 tháng. Bây giờ con người ta mới đẻ ra cái mẹ ráp hai cái hình này lại chơi vậy. Nghiệt cái con quá. Nhớ. Cái lần đầu tiên thì không kể, nhưng mà mấy ngày đầu tiên á mình nhìn nó mình nói ôi thôi chết rồi, con mình nó không có được xinh ra lắm á. Nó cứ nhăn nhăn rồi nó cứ cái mặt nó không có xinh. Đến khi nào mình mới thấy con mình xinh? Cỡ một tuần. Đúng rồi. Bắt đầu nó hình thành nó kiểu như là thẳng thớm ra này, da dẻ rồi hồng hào, rồi giống như hồi sức. Mà Trang nuôi con một mình á, mẹ có chăm phụ không? Có mẹ chứ, trời không có mẹ chết đó. Nhưng mà nói nghe nè, cái câu chuyện mà hai thế hệ cùng chăm một đứa trẻ đó. Mẹ Trang năm một mình chăm giỏi hơn Trang á. Tức là Trang... Nhưng mà có cái xung đột nào không? Hai mẹ con rất là tâm đầu ý hợp trong chuyện nuôi con nuôi cháu. Là vì mẹ đồng ý với quan điểm của Trang. Dạ, tại mẹ cũng có đọc rất là nhiều sách vở, rồi cũng update với thế giới. Như vậy là gia đình Trang là chăm con của Trang theo một cái phong cách rất là tây, rất là thoải mái. Tại vì mình sẽ nương theo đứa trẻ, mỗi đứa trẻ nó sẽ có mỗi cái cá tính khác nhau, mỗi cái cách ăn ngủ nghỉ khác nhau, thì mình phải dựa vô đứa trẻ chứ mình không có áp hết những cái gì của mình vô được. Thực ra nó có một câu như vậy nè, ông bà mình nói, nghĩa là câu này nó cũ lắm, sinh con rồi mới sinh cha. Cái cách làm cha mẹ của chúng ta đó, nó phải dựa trên cái việc quan sát coi con của mình là đứa nào. Cái kiểu làm cha mẹ của mình á sao để nó hợp với cái đứa con đó, chứ đừng có tự xét là tôi phải là ông bố bà mẹ kiểu này. Xong để đứa con ra ráp vô nó không khớp. Rất là hay chứ chị. Đây là bà mẹ bỉm sữa đầu tiên mà khi bắt đầu từ ngày em ngồi ở đây em mới nghe được cái câu rằng là mình phải coi con mình như thế nào và mình nương theo. Thời gian đầu thì mình nó chưa nói chuyện được, thì mình chỉ có quan sát thôi, mình theo dõi thôi. Trang thì cho bé nghỉ bú từ 9 tháng. Tới lúc Trang có bệnh thì Trang phải vô kháng sinh thì không có cho bú được nữa. Chuyện mà ăn dặm, ăn đồ thì cố gắng là cho ăn những cái thức ăn tốt cho sức khỏe nè. Ăn đúng bao nhiêu đó lượng thức ăn mỗi ngày hay là để cho con tự ăn theo cái khả năng của con? Trang để cho bé ăn tự nhiên. Đầu tiên thì mình sẽ cho con bé thử nhiều thứ khác nhau. Thì bé sẽ tự tìm ra cái vị bé mình thích. Thì mình biết liền cái nào mà bé từ chối là mình mới ok, không thích cái đó nữa. Thì mình hạn chế cái đó, mình cho ăn những cái gì mà bé thích. Thì may mắn có thể là do bé của nhà Trang nó hơi dễ so với những bạn trẻ khác, cho nên là cứ ăn rồi uống sữa đầy đủ. Cái này đúng là Trang nói đúng, đó là mình còn phải tùy thuộc vào yếu tố may mắn nữa. Đó là con của chúng ta rất là hợp tác, rất là dễ chịu. Khoan xí quên một đoạn, có một giai đoạn nó biến ra. Đúng, chính xác, chứ nó không có hoàn hảo gì đâu. Nó sẽ có một giai đoạn biết ăn mà làm mình rất là stress. Nó không chịu ăn, đưa gì cũng không ăn. Nó sẽ có một cái nguyên lý về sự phát triển của trẻ, người ta gọi đó là sự phát triển không đồng đều. Có nghĩa là giữa từng đứa trẻ với nhau là đã không đồng đều. Trong một đứa trẻ, trong từng giai đoạn của cái đứa trẻ đó cũng không đồng đều. Sẽ có những lúc mà nó rất hợp tác, nói chung là cực kỳ hạnh phúc. Nhưng sẽ có những lúc chướng khí, dùng từ đúng người Việt là chướng khí. Không chịu, mà trước đây là cái chuyện nó rất ngon lành nha. Chứ không phải là vì không tập được. Cái quan trọng là lúc này là thái độ của mình rắn rỏi, nhưng mà an toàn. Rắn rỏi có nghĩa là không có nghĩa là con muốn cái gì là được cái đó. Nhưng an toàn ở đây có nghĩa là mình không dập tắt con theo một cái kiểu tiêu cực, đánh đập rồi coi như đe nè, rồi đe dọa nó. Thì qua, sau đó sẽ qua. Hiểu đơn giản vậy thôi nè các bố các mẹ. Ví dụ như phụ nữ một tháng chúng ta cũng có mấy ngày khó ăn, khó ở.
thì con nó cũng vậy đó. Dạ. Nó sẽ có những cái lúc nó khó ăn, dạ, khó ở. Dạ. À, vậy đó. Mình phải nương theo nó thôi. Những lúc chiều, đó là... lúc đó mình phải chiều nhiều hơn. Dạ mình hả? Phải đi theo mình vô. À, trong quá trình mình mang thai mình lên tới 20kg. Vậy thì đến khi nào mình mới lấy lại được mỗi lần? Yeah. Mỗi lần bà Lan bà hỏi câu này là tự nhiên có ngàn nhói nhói lên. Em không dám nhìn chị mà em chỉ nhìn bên đây. Em cũng bây giờ cũng không dám nhìn em nữa. Đôi khi em nhìn chị đi chị lại đỡ đau hơn. Bao lâu hả? Trang dành cái năm đầu tiên quan trọng là để một là cho con bú nè. Đang biết là sữa mẹ là tốt cho con. À, thì trong thời gian đó cũng rất là hạn chế nhận số. Mà nói chứ mới sinh xong thì người ta cũng chưa có tìm đến mình đâu. Tại mình cũng còn sồ sà to lắm. Sau 6 tháng thì Trang mới bắt đầu đi tập lại. Tập nhẹ thôi, chứ nó vết mổ nó cũng chưa có lành hẳn. Tới 8 tháng bắt đầu hơi nặng chút xíu. Rồi Trang nghĩ là từ 10 đến 12 tháng thì bắt đầu mới về được kiểu hơi gọn. Một năm đó. Để có được cái thân hình như ngày hôm nay, chuẩn của một cô ca sĩ Thảo Trang thì tức là nó cả một cái sự nỗ lực trong cái việc lấy lại vóc dáng. Trang phải tập rất là liên tục 3 buổi một tuần. Vậy thì bây giờ cuộc sống của hai mẹ con như thế nào nè? Rất là nhẹ nhàng. Cô cậu thì đang đi học rồi, gần 4 tuổi rồi. Nói rất nhiều. Có một câu hỏi có thể là nó sẽ hơi nhạy cảm nên Trang cứ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định trả lời hay không. Tại vì liên quan đến chuyện nói nhiều của bạn nhỏ. Bạn nhỏ nói nhiều và bạn nhỏ nếu như mà đây là đoạn 4 tuổi thì nó sẽ có một cái đặc thù về phát triển tâm lý là sự tự ý thức cá nhân. Tức là trẻ lúc này bắt đầu trả lời những câu hỏi mình là ai nha. Chúng ta đừng nghĩ rằng là những bạn ấy không biết gì không, toàn là những câu hỏi mang tính hiện sinh không đó. Mình là ai ta, rồi tại sao mình mẹ đẻ ra mình ta, rồi mẹ đẻ ra mình như thế nào ta. Đó là những cái câu hỏi mà các bà mẹ có con trong độ tuổi này luôn được nghe. Và như vậy thì với những cái câu hỏi đó của con thì có bao giờ nó làm cho Trang suy nghĩ về cái việc là à như vậy thì bây giờ mình cùng với con có mong muốn là có thêm một cái người nào đó nữa để đồng hành cùng với con của mình, và nếu như đồng hành thì mình sẽ trả lời bạn đó, chuẩn bị tâm lý cho bạn đó về cái việc là mẹ sẽ có thêm một người bạn nữa, gia đình của chúng ta sẽ có thêm một cái người nữa như thế nào. Có bao giờ Trang gợn lên suy nghĩ đó không? Em không nghĩ sâu về vấn đề đó. Tại vì cái cách của em sống thì nó bình thản lắm. Bất cứ chuyện gì nó đến thì mình cũng sẽ tiếp nhận nó. Rồi mình tìm cách giải quyết với cái vấn đề đó. Tại vì bạn cũng cởi mở, bạn thân thiện. Bạn không có vấn đề gì khi tiếp xúc với người mới cả. Thì đó đã nhìn thấy rồi. Thì đang nghĩ là khi nhớ một người bạn cùng vào cùng với gia đình của mình thì đang nghĩ không phải là vấn đề lớn. Dễ thương ha. Em rất là thích suy nghĩ về chuyện đời giới thiệu bạn mới nữa hả? Hả? Tại sao mà không. Em trầm ngâm vậy? Em đang suy nghĩ về cái hình ảnh của hai mẹ con ở cái thời điểm đó chắc là nó rất là dễ thương. Thực ra chị nghĩ là dễ thương hay không là do cái tương giao, tức là nội bộ trước. Thực ra cái người bên ngoài họ có được đón nhận hay không thì nó vẫn là một ẩn số. Nhưng mà chị tin một điều rằng ví dụ như là cái hình ảnh cụ thể ở đây là hình ảnh của mẹ con Thảo Trang đi. Nó là một cái câu chuyện mà nãy giờ theo như Trang tả thì cái tác phong là mẹ của Trang cũng như cái cách mà Trang giao tiếp với con mình nó như hai người bạn. Thế là Trang xác định là đã nương theo đứa trẻ rồi mà, có nghĩa là mẹ rất là tôn trọng con. Thì cái tinh thần tôn trọng là tinh thần của bạn bè chứ gì nữa. Và chính vì cái cách mà như vậy đó, nó sẽ làm cho bạn ấy tin một điều rằng là dù thế nào thì mẹ vẫn ở đây. Đúng rồi. Mình với mẹ vẫn là một cái mối quan hệ mà không thể có cái gì thay thế. Và trong trường hợp này thì thực sự cái chuyện mà mình giúp bạn đó đón nhận thêm những cái mối quan hệ mới nó không quá khó. Đôi khi những đứa trẻ nó trở nên xù lông nhím lên hoặc là nó trở nên hoảng sợ vì những cái sự thay đổi là vì sao? Bởi vì nó lo sợ bị mất mát. Nó lo sợ bị mất mát. Và nếu như mà một cái người mẹ mà làm cho con cảm thấy tự lập, tôn trọng, thoải mái như thế này thì cái điều đó nó sẽ khó xảy ra. Dễ thương. Dễ thương quá à. Không có muốn kết thúc câu chuyện với bạn này luôn á. Trang muốn nhắn gửi đến những bạn gái là các bạn phải thực sự sẵn sàng mọi thứ khi quyết định có con. Chứ đừng có vì những cái lý do nào xung quanh tác động, mà vì tuổi đến tuổi hoặc là vì gia đình hối thúc hoặc là vì những cái gì đó mà các bạn bắt buộc phải lấy chồng sinh con thì nên xem xét lại. Nó phải là tự bản thân mình sẵn sàng, có đủ lực, đủ kinh tế để lỡ có cái chuyện gì đó nó không may xảy ra thì bạn vẫn có thể tự lập và chăm sóc bản thân mình, chăm sóc đứa con của mình. Hãy là một người lạc quan. Phụ nữ thì đang nghĩ thời nay thì cũng khác với những phụ nữ thời trước. Tại bây giờ thu thập những thông tin từ thế giới rất là nhiều rồi. Thì chúc các bạn sẽ luôn luôn yêu bản thân mình, xinh đẹp,
và Tân thành công. Rất là cảm ơn Thảo Trang, cảm ơn cái câu chuyện, một cái năng lượng rất là tích cực khi mà bạn mang đến cho chương trình. Và thay mặt cho chương trình, chúc cho bạn một cái cuộc sống rất là bình yên, giống như từ trước tới giờ mà bạn chọn, một sự nghiệp ngày càng thành công hơn nữa.